Xin kính chào các thầy cô trong ban tổ chức, các thầy cô trong ban giám khảo cùng toàn thể cô có mặt trong cái hội thi ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Quốc Hà, là đồng chức của trường Cao đẳng Công nghiệp Đắk Nông. Và giới thiệu đây là thầy Nguyễn Thanh Thuận, là giảng viên dạy nghề công nghệ ô tô của trường. Đến với hội thi ngày hôm nay thì chúng tôi đại diện cho nhóm tác giả kính chúc quý thầy cô trong ban giám khảo và các thầy cô có mặt trong hội thi ngày hôm nay sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Sau đây tôi xin phép được trình bày cái phần thi của mình. Mục đích và ý tưởng thiết kế. Thứ nhất, về mục đích thiết kế thì khi thực hành cái mô hình này thì người học có khả năng nắm bắt được cấu tạo của các bộ phận chi tiết của cơ cách nhanh chóng, rèn luyện được kỹ năng thao tác của cơ đối với những kỹ thuật, rút ngắn thời gian thành kỹ năng từ mô hình thực tế ảo sang mô hình thật. Và mô hình này để người học làm trung tâm và tính sáng tạo cao. Mô hình thiết bị này sẽ giảm được sự hao mòn máy móc, tránh được hư hỏng khi chi tiết động cơ trở thành mô hình thật. Và mô hình này là một hệ thống thiết bị cấp kia thao tác và dễ vận chuyển và thay thế. Về ý tưởng thiết kế thì qua việc cảm nhận thực tế, chúng tôi nhận thấy rằng thứ nhất, đó là quá trình nhận dạng mô hình truyền thống hiệu quả chất lượng dạng đọc hiệu quả. Thứ hai, trên các mô hình thật, khi để cả thầy và học thực hành muốn hình thành kỹ năng thì phải thao tác rất nhiều lần và mất nhiều thời gian, thì điều này sẽ làm tốn kém nguyên vật liệu cũng như là nhanh chóng mà hao mòn cái hệ thống thiết bị, tuổi thọ thiết bị. Đối với các nhà sản xuất thì tài liệu hướng dẫn thao tác cho hãng sản xuất lắp ráp xe chủ yếu là cái chữ hoặc là linh hoạt vân vân, nên chưa thể hiện một cách rõ ràng về từng bước của quy trình thao tác động cơ. Một vấn đề về chủ trương của nhà nước đó là xây dựng một vật liệu số theo ứng dụng công nghệ thực tế ảo kết hợp với mô hình thật, là đi đúng chủ trương chỉ đạo số theo quyết định số 2222 của chính phủ về phê duyệt chương trình chỉ đạo số cho giáo dục nghề. Từ những ý tưởng kia, chúng tôi đã tổ chức thiết kế thi công mô hình mô phỏng động cơ thao lốc động cơ 1NGSE. Về phần thiết kế và thi công, thứ nhất chúng tôi chỉ làm hai phần, đó là phần cứng và phần mềm. Đối với phần cứng thì có mô hình động cơ thật, động cơ là 1NGSE. Đặc tính kỹ thuật như sau. Với kích thước là chiều dài của đoạn đường cao là 1250 x 800 x 950, với trọng lượng là 140 kg, có giá thì giá là động cơ và xe động cơ mang số lượng 0306 và kíp có ghe bảo vệ, và có một nhóm thân xoay tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thao tác và sửa chữa. Bộ đế thì nó bằng thép và kết cấu rất là cứng vững. Và bộ lồng gá thì gá thì nhiều loại động cơ khác nhau với cơ cấu tự lực 4 thành đỡ và 4 không cạnh. Bộ bánh xe thì có khóa hãm giúp gia đình có thể di chuyển dễ dàng và an toàn, và giá có thể có được các loại động cơ chung với tải trọng lên tới 300 kg. Đối với xe để chi tiết ba tầng, đây là hình ảnh thực tế. Thông số kỹ thuật như sau. Kích thước dài độ cao là 600 x 500 x 900 mm, khối lượng là 10 kg. Xe để chi tiết con xe có di chuyển dễ dàng và an toàn, và khung xe được làm bằng thép hộp kích thước 25 x 25 x 1/4. Bề mặt xe để chi tiết làm bằng thép tầm nỗ lực dài 20 mm đảm bảo chắc chắn. Về tủ lạnh dụng cụ thì chúng tôi mua, và đây là hình ảnh thực tế. Có các thông số kỹ thuật như sau, là tủ dụng cụ Vesta gồm có 7 ngăn 198 chi tiết. Ngăn một thì được các dụng cụ cơ bản như khẩu, rồi thanh đón dài, thanh đón ngắn. Ngăn thứ hai là dụng cụ như cần lê có kích cỡ từ 6 đến 32, và các loại cục bít một gác. Ngăn thứ ba là dụng cụ như búa cao su, búa sắt, rồi kìm màu vàng, kìm màu nhọn, các loại kìm thao văn v.v. Ngăn thứ tư là các loại dụng cụ như súng hơi, cục kim dùng, và ngăn thứ năm là ngăn bảo ngăn tiểu phòng. Về phần mềm, dựng trên những tài liệu hướng dẫn tháo lắp động cơ một bên này ghép FE của hãng Toyota, nhóm chúng tôi đã xây dựng các quy trình tháo lắp động cơ một bên này ghép FE bao gồm
Thứ nhất, quy trình tháo động cơ gồm 21 bước. Quy trình lắp động cơ gồm 21 bước. Và thực hiện theo quy trình như sau: tháo từ ngoài vào trong và lắp từ trong ra ngoài. Các chi tiết tháo trước thì lắp sau, tháo sau thì lắp trước. Sau đó, chúng tôi đã tổ chức hội thảo để xin ý kiến các chuyên gia để xây dựng thành các quy trình chuẩn dài dặn trong nhà trường. Và để mua phòng hóa quy trình này, thì nhóm các nhà đã tổ chức đặt hàng đấu thầu công ty phần mềm để viết chương trình mô phỏng thực tế ảo đúng các bước trình tự theo quy trình trên để áp dụng các kỹ thuật. Đây là quy trình tháo động cơ của 21 bước. Quy trình tháo như sau: bắt đầu từ tháo bộ góc nạp và kết thúc là tháo cục xung bắc. Đối với quy trình lắp động cơ ngược lại là quy trình từ tháo cục xung bắc và quay lại là tháo bộ góc nạp. Sau đây xin mời thầy Thuật sẽ lên giới thiệu về phần mềm cũng như là thực hiện trên mô hình thực tế ảo và sau đó chuyển qua thực hiện mô hình thật. Xin mời thầy Thuật. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô được có mặt hôm nay, tôi xin được đại diện nhóm tác giả trình bày sơ lược về cái phần mềm và demo một cái kỹ năng của phần mềm. Thì đầu tiên khi vào thao tác phần mềm thì chúng ta trên màn hình chúng ta bấm vào biểu tượng và sau đó chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản. Thì mỗi học sinh sẽ được cấp một cái tài khoản đăng nhập và ta nhập mật khẩu, sau đó chúng ta chọn duy tính và chúng ta vào phần thực hành động cơ. Thì ở phần thực hành động cơ thì chúng ta thấy là sẽ có là cái phần là nguyên lý cấu tạo. Thì phần này thì chúng ta dùng để dạy nguyên lý cấu tạo. Thì tôi nhóm tất cả cũng xin giới thiệu sơ qua. Để dạy phần nguyên lý cấu tạo thì chúng ta bấm vào phần nguyên lý cấu tạo. Thì một phần cái phần giao diện nguyên lý cấu tạo sẽ hiện ra. Ở đây chúng ta sẽ có các nút để chúng ta dạy phần nguyên lý cấu tạo. Rồi đây là phần nguyên lý cấu tạo. Vì không có thời gian cho nên là nhóm tác giả không có đi xin không có đi sâu vào phần này. Rồi tiếp theo là phần thực hành tháo rời động cơ, thì chúng ta bấm vào phần thực hành tháo rời động cơ. Thì sau khi bấm vào phần thực hành tháo rời động cơ thì một bản quy trình tháo động cơ sẽ hiện ra. Thì còn có các cái nút thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút bắt đầu để thao tác. Thì sau khi bấm vào cái nút bắt đầu để thao tác thì bên tay phải thì hiện ra một cái bảng là hướng dẫn kỹ năng tháo lắp bộ góc nạp. Thì ở đây là sẽ hướng dẫn toàn bộ cái kỹ năng, các cái bước để chúng ta tháo một cái cổ góc nạp ra, nó bao gồm những cái bước nào thì chúng ta thao tác cái này. Tôi giới thiệu sơ qua cái phần giao diện luôn. Đây là cái phần là chúng ta bấm vào cái nút này thì hiện ra cái quy trình đó. Bấm vào thì hiện ra quy trình mà và quy trình. Đây là thời gian thực hiện của thao tác của cái một cái kỹ năng. Đây là cái tủ đồ nghề và đây là cái khay đựng chi tiết và đây là cái bảng cái phần hướng dẫn. Bấm vào là nó sẽ hiện ra. Mình thao tác đi, bấm vào nó sẽ hiện ra. Rồi tiếp theo xin demo một cái kỹ năng đó là tháo bộ góc nạp. Thì ở bảng bên tay phải chúng ta thấy là mục tiêu là của cái phần này là biết cách phân tích các cái mối ghép và lựa chọn đúng cái dụng cụ để phù hợp. Mục tiêu thứ hai là lắp được cái bộ góc nạp đúng yêu cầu kỹ thuật và thời gian cho phép. Cái mục tiêu thứ ba là thì đúng tính cẩn thận tỉ mỉ trong học tập, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. Tương tự thì gồm có 3 nhiệm vụ chính, đó là nhiệm vụ thứ nhất là chuẩn bị dụng cụ để mà tháo. Cái nhiệm vụ thứ hai là xác định đúng vị trí, thứ tự các bu lông để tháo và chúng ta thực hiện là tháo. Sau khi chúng ta xác định xong thì chúng ta sẽ bấm vào tiếp theo. Thì một giao diện sẽ hiện ra mô phỏng thực tế ảo trong cái xưởng
thực hành động cơ. Thì chúng ta sẽ thực hiện bước tiếp theo, đó là bước 1 là xác định cái bu lông. Thì ở đây là có ba bu lông là M8, thì chúng ta tra cái bảng dưới đây thì chúng ta xác định được đó là khoảng 13 để sử dụng để tháo M8. Ta chọn khoảng 13 và chúng ta bấm tiếp theo. Bấm tiếp theo, một giao diện tiếp là hiện ra là cái bảng hướng dẫn tiếp. Cái bước tiếp theo đó là chọn dụng cụ, thì chúng ta sẽ chọn theo hướng dẫn đó là chọn cái khẩu 13 là nối dài 125 và tay quay chữ T, quay tự động chữ T. Chúng ta kích vào cái tủ điện dụng cụ, rồi sau đó là chúng ta chọn khẩu 13, rồi nối dài 125, tay quay chữ T, rồi chúng ta chọn. Sau khi chúng ta chọn dụng cụ xong, chúng ta sẽ một cái bộ dụng cụ sẽ hiện ở cái thanh lan phần trên này, chúng ta chọn vào, bấm chọn vào, rồi chúng ta sẽ bấm tiếp theo. Thì dụng cụ chúng ta sau khi chọn thì sẽ hiện lên cái tủ đồ nghề, chúng ta sẽ bấm chọn cái dụng cụ, chúng ta có thể bấm chọn dụng cụ chúng ta đây. Và ở đây là cái bước thứ ba ở bên cửa sổ bên tay phải là sẽ hướng dẫn tiếp là tháo các bu lông theo cái trình tự. Chúng ta sẽ các bu lông sẽ được tháo từ ngoài vào trong và theo các cái thứ tự là bu lông số 1 ở trước, số 2, số 3, số 4, số 5. Chúng ta sẽ thao tác, chúng ta sẽ thực hiện về cái tiếp và đưa vào con bu lông số 1, chúng ta thả ra và chúng ta thao tác là tháo. Đầu tiên là nới tới trước, tiếp theo là bu lông thứ 2, tiếp theo là bu lông thứ 3, tiếp theo là bu lông thứ 4, tiếp theo là bu lông thứ 5. Sau khi chúng ta nới thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ trượt cái thanh này, cái thanh cái dụng cụ này về vị trí chính giữa, chúng ta tháo, tháo nhanh, tháo ra. Rồi chúng ta bu lông thứ tư. Rồi sau khi thực hiện thông tháo thì chúng ta sẽ rê bộ dụng cụ về tủ đồ nghề và sau đó là chúng ta bấm vào tiếp theo. Và nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ tháo cái bộ gốc ra khỏi động cơ và đặt trên xe. Chúng ta tháo và đưa lên trên xe. Rồi sau khi chúng ta thực hiện xong nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ bấm vào chữ tiếp theo. Và sau đó là bước thứ 5 là sẽ là tháo cái roan từ bộ gốc ra. Chúng ta sẽ rê cái roan bỏ trên xe. Sau khi chúng ta thực hiện xong bước thứ 5 là chúng ta sẽ bấm bước tiếp theo. Và ở đây sẽ hiện ra một cửa sổ, đó là các cái nhiệm vụ chúng ta có 5 nhiệm vụ, 5 cái kỹ năng chúng ta đã thực hiện. Và bên tay phải là nó sẽ có hiện cái chữ là đã hoàn thành, và sau khi đã hoàn thành và thời gian thực hiện là bao lâu, và chúng ta sẽ bấm vào kết thúc để thực hiện, để chuyển tới cái bước tiếp theo. Và sau đây tôi xin demo cái quá trình tháo cái bộ gốc trên mô hình thật để chứng minh là trên mô hình thật sẽ thực hiện, trên mô hình ảo thực hiện như thế nào thì mô hình thật sẽ thực hiện như vậy. Tôi xin phép demo. Đầu tiên là chúng ta chọn kéo thứ nhất ra và chọn tiếp 13 nối dài và tay quay. Thì đầu tiên là chúng ta tháo cái ốc 13 M8 bên tay trái, chúng ta nới ra, sau đó là đến con số
2 và nới ra. Sau đó đến con số 3 và nới ra. Rồi ta nới ra. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tháo nhanh, tháo ra. Rồi. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ lấy cổ nạp ra, đặt trên giá. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ lấy ron. Rồi đặt trên giá. Rồi thì tôi vừa thực hiện xong cái bước là demo là trên mô hình thật, là tháo cái cổ gốc ra tương ứng với cái phần mô phỏng của phần mềm. Tôi xin hết. Thiết kế và thi công mô hình thì cái kết quả như sau. Về tính ứng dụng thì đối với dạy lý thuyết thì giáo viên có thể sử dụng phần mềm này để dạy lý thuyết của động cơ, nhận dạng các chi tiết máy của động cơ, để dạy lý thuyết phần quy trình tháo lắp động cơ theo đúng yêu cầu của họ. Đối với phần dạy hành thì giáo viên sử dụng phần mềm để dạy nghề phần hướng dẫn thực hành ban đầu cho người học. Người học thì có thể sử dụng phần mềm này để rèn luyện kỹ năng tháo lắp động cơ theo đúng yêu cầu của thầy. Và cuối cùng, sau khi đã thuần thục kỹ năng trên môi trường tế ảo thì cả thầy bắt đầu sẽ luyện tập trên môi thật để nhận kỹ năng tháo lắp động cơ đúng yêu cầu của thầy. Ngoài ra, mô hình này còn ứng dụng phục vụ chúng ta trải nghiệm online và phù hợp với các chương trình đổi số trong những lúc bình dịch. Mô hình này của hệ thống thiết bị đặc biệt tháo lắp vận chuyển thay thế. Về tính sức mạnh thì đối với mô hình này có thể đào tạo được tất cả các môn đun liên quan đến quy trình tháo lắp động cơ từ các hệ đào tạo của sơ cấp, trung cấp và đại học. Việc giảng dạy thích hợp thì có rất có hiệu quả thông qua việc giải lý thuyết về động cơ và luyện tập thực hành trên mô hình thực tế ảo, sau đó thì phải mình thật về những kỹ năng cho người học. Mô hình này có thể dùng để việc học trực tuyến cả về lý thuyết và thực hành, và ngoài ra giáo viên có thể nghiên cứu học dựa trên quần sản phẩm này. Về tính hiệu quả, thứ nhất về kinh tế, do đây là sản phẩm của điện tử kinh tế và thi công nên sản phẩm đạt chất lượng kinh doanh thật đẹp so với sản phẩm của nước ngoài và giảm được chi phí nguyên liệu tiêu hao và hoa màu tăng cụ thể của thực địa. Thứ hai đối với về việc nâng cao hiệu quả chất lượng học đạt thì tiếp cận được công nghệ mới, đó là cái thành phần để cái mô hình thật rút ngắn thời gian đào tạo nhưng vẫn đảm bảo được việc tài liệu kỹ năng tạo hứng thú cho cái thực hiện học của thầy và trò. Kính thưa các thầy cô, trong ban giám khảo, thưa các quý thầy cô, vừa rồi thì chúng tôi đã trình bày xong cái phần thi thiết bị của chúng tôi. Trong quá trình thiết kế và thi công cũng gặp rất nhiều khó khăn cũng như là thiếu sót. Rất mong các thầy cô trong ban giám khảo cũng như quý thầy cô các mặt trong những năm nay góp ý để chúng tôi hoàn thiện sản phẩm hơn. Và thay mặt cho nhóm tất cả, tôi lại đưa kính chúc các thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Rồi, cảm ơn các bạn.